kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Dạy ngôn ngữ ký hiệu trên truyền hình. Đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay là thầy giáo Đỗ Thanh Sơn, cùng các em học sinh trường phổ thông cơ sở xã Đàn. Xin được gửi tới quý vị và các bạn bài học số 53 trong chủ đề Bản thân. Chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ cùng các em học các ký hiệu mới bài số 53 trong chủ đề bản thân nhé. Các em còn nhớ hôm trước chúng ta đã học những ký hiệu nào không? Hôm trước chúng ta đã học ký hiệu tim này. Các em chú ý thầy sửa ký hiệu cho bạn nhé. Bạn nhớ được ký hiệu tim đấy. Các em cùng ôn lại ký hiệu tim với bạn nhé. Bạn còn nhớ được ký hiệu xương nữa. Còn ký hiệu nào nữa nhỉ? Chúng ta còn học ký hiệu xương sống nữa. Bạn nhớ được ký hiệu xương sống đấy. Ký hiệu dạ dày nữa. Em cùng ôn lại ký hiệu dạ dày với bạn nhé. Còn bạn nào nhớ nữa không? Chúng ta còn học ký hiệu phổi nữa. Chúng ta còn học ký hiệu ruột nữa. Các em cùng ôn lại ký hiệu ruột với bạn nhé. Còn ký hiệu xương sườn nữa. Bạn nhớ được ký hiệu xương sườn nữa đấy. Bạn còn nhớ được cả ký hiệu gan nữa đấy. Bây giờ chúng ta cùng học ký hiệu mới nhé. Các em hãy cùng quan sát đồ vật trên tay thầy. Đây là gì nhỉ? Đúng rồi, đây là áo khoác. Chúng ta cùng học ký hiệu áo khoác nhé. Động tác thứ nhất, tay phải nắm, ngón tay cái và ngón trỏ mở ra nắm vào ngực áo. Kéo nhẹ tay về phía trước. Động tác 2, tay trái nắm vào giữa gấu áo, tay phải nắm, ngón cái và ngón trỏ mở chạm vào nhau, lòng bàn tay hướng vào trong. Đầu ngón tay hướng xuống dưới, đặt sát bên tay trái, di chuyển tay phải lên trên và sát cổ. Đây là ký hiệu áo khoác đấy. Các em cùng thực hành ký hiệu áo khoác với bạn nhé. Bạn đang thực hành ký hiệu áo khoác đấy. Đây là ký hiệu áo khoác đấy các em ạ. Bạn đang làm ký hiệu áo khoác đấy. Các em hãy cùng quan sát bạn làm ký hiệu áo khoác nhé. Đây là ký hiệu áo khoác đấy các em ạ. Hãy cùng quan sát đồ vật trên tay thầy nào. Đây là áo gì nhỉ? Đúng rồi, đây là áo com lê. Chúng ta cùng học ký hiệu nhé. Động tác 1, tay phải nắm, ngón cái và ngón trỏ mở ra nắm vào ngực áo, kéo nhẹ tay về phía trước. Động tác 2, tay phải để chữ cái ngón tay giờ, lòng bàn tay hướng vào trong, đầu ngón tay hướng chích lên trên, di chuyển cả hai tay xuống dưới theo đường zig zag. Các em cùng quan sát bạn làm ký hiệu áo com lê nhé. Bạn đang thực hành ký hiệu áo com lê đấy. Đây là ký hiệu áo com lê đấy các em ạ. Bạn đang thực hành ký hiệu áo com lê đấy. Các em cùng quan sát bạn làm ký hiệu áo com lê nhé.
Trên tay thầy có áo gì đây? Đây là áo gì nhỉ? Đúng rồi, đây là áo sơ mi. Chúng ta cùng học ký hiệu áo sơ mi nhé. Động tác 1, tay phải nắm, ngón cái và ngón trỏ mở ra nắm vào ngực áo, kéo tay nhẹ về phía trước. Động tác 2, hai tay để chữ cái ngón tay L, lòng bàn tay hướng vào trong, đặt sát cổ áo, di chuyển đồng thời hai tay xuống dưới, chạm ngón cái và ngón trỏ vào nhau. Các em hãy cùng bạn thực hành ký hiệu áo sơ mi nhé. Đây là ký hiệu áo sơ mi đấy các em ạ. Đây là ký hiệu áo sơ mi đấy. Bạn đang thực hành ký hiệu áo sơ mi đấy các em ạ. Các em cùng quan sát bạn làm ký hiệu áo sơ mi nhé. Các em hãy cùng quan sát. Trên tay thầy còn có áo gì nữa đây? Đúng rồi, đây là áo phông. Chúng ta cùng học ký hiệu áo phông nhé. Động tác thứ nhất, tay phải nắm, ngón cái và ngón trỏ mở ra nắm vào ngực áo, kéo nhẹ tay về phía trước. Động tác thứ hai, tay phải để chữ cái ngón tay giờ, lòng ngón tay hướng vào trong, đặt chạm đầu ngón tay vào cổ bên trái, di chuyển tay theo đường vòng cung sang cổ bên phải. Bạn đang thực hành ký hiệu áo phông đấy các em ạ. Đây là ký hiệu áo phông đấy. Các em cùng quan sát bạn làm ký hiệu áo phông nhé. Đây là ký hiệu áo phông đấy. Các em cùng thực hành ký hiệu áo phông với bạn nhé. Trên tay thầy còn có áo gì nữa đây? Đây là áo gì nhỉ? Đúng rồi, đây là áo len. Chúng ta cùng học ký hiệu áo len nhé. Động tác 1, tay phải nắm, ngón cái và ngón trỏ mở ra nắm vào ngực áo, kéo nhẹ tay về phía trước. Động tác 2, hai tay để chữ cái ngón tay giờ, lòng bàn tay hướng vào nhau, đầu ngón tay hướng về phía trước, đặt trước ngực, tay phải đặt sát trên tay trái. Xoay đồng thời cổ tay của cả hai tay lên xuống hai lần. Các em cùng quan sát bạn làm ký hiệu áo len nhé. Đây là ký hiệu áo len đấy. Bạn đang thực hành ký hiệu áo len đấy các em ạ. Đây là ký hiệu áo len đấy. Các em cùng quan sát bạn làm ký hiệu áo len nhé. Cách biểu thị ký hiệu áo. Hãy cùng quan sát theo tay chỉ của thầy. Đây là áo gì nhỉ? Đúng rồi, đây là áo dài. Chúng ta cùng học ký hiệu áo dài nhé. Động tác 1,
Tay phải nắm, ngón cái và ngón trỏ mở ra nắm vào ngực áo, kéo nhẹ tay về phía trước. Động tác 2, tay phải xòe, lòng bàn tay hướng lên trên, đầu các ngón tay hướng sang trái, đặt sát ngực, di chuyển tay xuống phía dưới. Các em cùng thực hành ký hiệu áo dài với bạn nhé. Đây là ký hiệu áo dài đấy các em ạ. Hãy cùng quan sát bạn làm ký hiệu áo dài nhé. Bạn đang làm ký hiệu áo dài đấy. Đây là ký hiệu áo dài đấy các em ạ. Bạn làm ký hiệu áo dài đúng rồi. Bây giờ các em hãy cùng ôn lại các ký hiệu vừa học nhé. Sẽ mời hai em lên bảng. Giờ một bạn sẽ hỏi và một bạn sẽ trả lời nhé. Đố bạn biết đây là áo gì? Đây là áo gì đấy? Đây là áo khoác. Các em cùng ôn lại ký hiệu áo khoác với bạn nhé. Bây giờ hai bạn sẽ đổi vai nhé. Đố bạn biết đây là áo gì? Đây là áo gì nhỉ? À, đây là áo com lê. Các em cùng ôn lại ký hiệu áo com lê với bạn nhé. Bạn làm ký hiệu áo com lê đúng rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đổi vai tiếp nhé. Đố bạn biết đây là áo gì? Đây là áo gì nhỉ? Đây là áo sơ mi. Bạn đang thực hành ký hiệu áo sơ mi đấy. Các em cùng ôn lại ký hiệu áo sơ mi với bạn nhé. Các em cùng ôn lại các ký hiệu với hai bạn khác nữa nhé. Một bạn sẽ hỏi, một bạn sẽ trả lời nhé. Đố bạn biết đây là áo gì? Đây là áo gì nhỉ? À, đây là áo phông. Các em cùng ôn lại ký hiệu áo phông với bạn nhé. Bây giờ hai bạn sẽ đổi vai nhé. Đố bạn biết đây là áo gì? Đây là áo gì nhỉ? À, đây là áo len. Bạn đang thực hành lại ký hiệu áo len đấy. Các em cùng ôn lại ký hiệu áo len với bạn nhé. Bây giờ hai bạn sẽ đổi vai nhé. Đố bạn biết đây là áo gì? Đây là áo gì nhỉ? Đố bạn biết đây là áo gì đấy? À, đây là áo dài. Hãy cùng ôn lại ký hiệu áo dài với bạn nhé. Các em vừa nhớ bài rất tốt. Các em hãy cùng quan sát bức tranh trên tay thầy. Hãy cho thầy biết đây là áo gì nhỉ? Đúng rồi, đây là áo ba lỗ. Chúng ta cùng học ký hiệu nhé. Động tác 1, tay phải nắm, ngón cái và ngón trỏ mở ra nắm vào ngực áo, kéo nhẹ tay về phía trước. Động tác 2, hai tay khép, lòng bàn tay hướng sang hai bên, đặt chạm vào hai vai, sau đó di chuyển đồng thời hai tay xuống dưới nách. Đây là ký hiệu áo ba lỗ đấy. Các em cùng quan sát bạn làm ký hiệu áo ba lỗ nhé. Đây là ký hiệu áo ba lỗ đấy các em ạ. Các em hãy cùng quan sát bạn làm ký hiệu áo ba lỗ nhé. Bạn đang thực hành ký hiệu áo ba lỗ đấy. Bạn làm ký hiệu áo ba lỗ đúng rồi đấy.
Thế mẹ cùng quan sát bức tranh trên tay thầy. Đây là cái gì nhỉ? Đúng rồi, đây là quần bò. Chúng ta cùng học ký hiệu quần bò nhé. Động tác 1, tay phải nắm, ngón cái và ngón trỏ mở ra nắm vào quần, kéo nhẹ tay lên trên. Động tác 2, hai tay để chữ cái ngón tay U, lòng bàn tay hướng vào nhau, đầu ngón tay hướng về phía trước, đặt song song trước ngực, di chuyển đồng thời cả hai tay xuống dưới. Đây là ký hiệu quần bò đấy. Các em cùng quan sát bạn làm ký hiệu quần bò nhé. Đây là ký hiệu quần bò đấy. Hãy cùng thực hành ký hiệu quần bò với bạn nhé. Bạn đang làm ký hiệu quần bò đấy các em ạ. Còn bức tranh này thể hiện điều gì? Đây là quần gì các em nhỉ? Đúng rồi, đây là quần Âu. Chúng ta cùng học ký hiệu quần Âu nhé. Động tác 1, tay phải nắm, ngón cái và ngón trỏ mở ra nắm vào quần, kéo nhẹ tay lên trên. Động tác 2, hai tay để chữ cái ngón tay V, lòng bàn tay hướng về phía trước, đầu ngón tay hướng lên trên, đặt song song trước ngực, di chuyển đồng thời cả hai tay sang hai bên. Các em hãy cùng thực hành ký hiệu quần Âu với bạn nhé. Đây là ký hiệu quần Âu đấy các em ạ. Đây là ký hiệu quần Âu đấy. Bạn đang làm ký hiệu quần Âu đấy các em ạ. Đây là ký hiệu quần Âu đấy. Hãy cùng quan sát bức tranh trên tay thầy. Đây là quần gì nhỉ? Đúng rồi, đây là quần đùi. Chúng ta cùng học ký hiệu nhé. Động tác 1, tay phải nắm, ngón cái và ngón trỏ mở ra nắm vào quần, kéo nhẹ tay lên trên. Động tác 2, hai tay duỗi thẳng, khép, lòng bàn tay hướng lên trên. Đầu các ngón tay hướng vào nhau, đặt sát đùi, di chuyển đồng thời hai tay theo đường vòng cung ra phía ngoài. Các em hãy cùng thực hành ký hiệu quần đùi với bạn nhé. Đây là ký hiệu quần đùi đấy các em ạ. Bạn đang làm ký hiệu quần đùi đấy. Hãy cùng quan sát bạn làm ký hiệu quần đùi nhé. Các em hãy chú ý, lòng bàn tay của chúng ta phải hướng lên trên. Bạn đang thực hành ký hiệu quần đùi đấy. Các em hãy cùng quan sát động tác của thầy nhé. Thầy vừa làm gì đấy nhỉ? Đúng rồi, thầy vừa gấp quần áo đấy. Chúng ta cùng học ký hiệu gấp quần áo nhé. Động tác thứ nhất, tay phải nắm, ngón cái và ngón trỏ mở ra nắm vào, di chuyển từ áo xuống quần. Động tác thứ hai,
hai tay duỗi thẳng, khép lòng bàn tay hướng lên trên, đầu ngón tay hướng về phía trước, đặt song song trước ngực, lật úp bàn tay trái xuống trước, sau đó lật úp bàn tay phải xuống. Các em cùng thực hành ký hiệu gấp quần áo với bạn nhé. Đây là ký hiệu gấp quần áo đấy. Hãy cùng quan sát bạn làm ký hiệu gấp quần áo nhé. Các em cùng thực hành ký hiệu gấp quần áo với bạn nhé. Bạn đang thực hành ký hiệu gấp quần áo đấy các em ạ. Đây là ký hiệu gấp quần áo đấy. Hãy cùng quan sát bạn làm ký hiệu gấp quần áo nhé. Hãy cùng quan sát bức tranh trên tay thầy và cho thầy biết. Chú đang làm gì nhỉ? À, đúng rồi, chú đang cất quần áo đấy. Chúng ta cùng học ký hiệu cất quần áo nhé. Động tác thứ nhất, tay phải nắm, ngón cái và ngón trỏ mở ra nắm vào, di chuyển từ áo xuống quần. Động tác thứ hai, tay trái khép, lòng bàn tay hướng sang phải, đầu ngón tay hướng lên trên, đặt trước ngực. Đầu các ngón tay phải chụm lại, lòng bàn tay và đầu các ngón tay hướng về phía trước, đặt gần tay trái, di chuyển tay phải về phía trước. Các em hãy cùng thực hành ký hiệu cất quần áo với bạn nhé. Bạn đang làm ký hiệu cất quần áo đấy. Các em hãy cùng quan sát bạn làm ký hiệu cất quần áo nhé. Bạn đang thực hành ký hiệu cất quần áo đấy các em ạ. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại các ký hiệu vừa học với hai bạn nhé. Một bạn sẽ hỏi và một bạn sẽ trả lời nhé. Đố bạn biết đây là áo gì? Đây là áo gì nhỉ? À, đây là áo ba lỗ. Chúng ta cùng ôn lại ký hiệu áo ba lỗ với bạn nhé. Bây giờ hai bạn sẽ đổi vai nhé. Đố bạn biết đây là quần gì? Đây là quần gì nhỉ? À, đây là quần bò. Chúng ta cùng ôn lại ký hiệu quần bò với bạn nhé. Chúng ta cùng ôn lại các ký hiệu với hai bạn khác nhé. Đố bạn biết đây là quần gì? Đây là quần gì nhỉ? Đây là quần Âu. Chúng ta cùng ôn lại ký hiệu quần Âu với bạn nhé. Đây là quần Âu đấy. Bây giờ hai bạn sẽ đổi vai nhé. Đố bạn biết đây là quần gì? Đây là quần gì nhỉ? À, đây là quần đùi. Đây là quần đùi đấy. Các em hãy cùng quan sát động tác thầy vừa làm nhé. Một bạn sẽ hỏi và một bạn sẽ trả lời. Đố bạn biết thầy vừa làm gì? Thầy vừa làm gì nhỉ? À, thầy vừa gấp quần áo.
Thầy vừa gấp quần áo đấy. Các em cùng ôn lại ký hiệu gấp quần áo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đổi vai nhé. Các em hãy cùng quan sát động tác của thầy. Đố bạn biết thầy vừa làm gì nhỉ? Thầy vừa làm gì đấy? À, thầy vừa cất quần áo đấy. Chúng ta cùng ôn lại ký hiệu cất quần áo với bạn nhé. Các em có nhớ vừa rồi chúng ta đã học những ký hiệu nào nhỉ? À, chúng ta đã học ký hiệu áo khoác. À, chúng ta còn học cả ký hiệu áo com lê. Các em cùng ôn lại ký hiệu áo com lê với bạn nhé. Chúng ta học gì nữa nhỉ? À, bạn nhớ được ký hiệu áo phông đấy. Chúng ta cùng ôn lại ký hiệu áo phông với bạn nhé. Chúng ta học cả ký hiệu áo len nữa. Bạn nhớ được ký hiệu áo len nữa đấy. Còn ai nhớ được không? Bạn nhớ được cả ký hiệu áo dài nữa đấy. Chúng ta cùng ôn lại ký hiệu áo dài với bạn nhé. À, bạn nhớ được cả ký hiệu quần đùi. Chúng ta vừa học ký hiệu quần đùi nữa đấy. Chúng ta còn học cả ký hiệu quần bò. Ký hiệu áo ba lỗ. Các em cùng ôn lại ký hiệu áo ba lỗ với bạn nhé. Bạn còn nhớ được cả ký hiệu áo sơ mi. Các em cùng ôn lại ký hiệu áo sơ mi nhé. À, bạn còn nhớ được ký hiệu quần Âu. Chúng ta học cả ký hiệu quần Âu nữa đấy. À, ký hiệu cất quần áo. Chúng ta ôn lại ký hiệu cất quần áo nhé. Bài học của chúng ta đến đây tạm dừng rồi. Về nhà các em nhớ ôn lại các ký hiệu vừa học nhé. Chào tạm biệt các em. Chương trình dạy ngôn ngữ ký hiệu trên truyền hình đến đây xin được tạm dừng. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.